Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Reco do Lucho Pháp sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Repo Forter cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Repo Forter có thành phần là Brom lên 25mg, chiết xuất đu đủ 33mg và được bào chế dưới dạng viên. Repo Forter mang lại cho người dùng công dụng, giúp làm giảm phù nề, xương tấy trong các trường hợp, viêm họng, đau xương họng. Sản phẩm Repo Forter được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Repo Forter được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, người lớn và trẻ em trên 3 tuổi, ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên. Chống chỉ định khi sử dụng Repo Forter, không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em, tác dụng của sản phẩm tùy thuộc vào sự hấp thu của từng người. Hy vọng! Qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Rico Foster, đồng thời biết cách sử dụng Rico factor sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham